Hôm nay, Victor Hoa sẽ tiếp tục series hướng dẫn giải bộ đề thi thực hành tin học ứng dụng nâng cao gồm Word, Excel, PowerPoint. Video chỉ mang tính chất tham khảo, cần hỗ trợ thêm bạn xem có thể comment bên dưới hoặc inbox fanpage Facebook Victor Hoa trong phần mô tả. Nhớ. Rồi, tiếp theo là phần PowerPoint. Thì phần PowerPoint này, cái đề này nó khá là hay. Hay ở chỗ là chúng ta sẽ sử dụng được rất là nhiều các công cụ trên PowerPoint như giống như trên Word. Ví dụ như chúng ta sử dụng được cái gì? Truyền hình này. Ngoài truyền hình chúng ta sẽ có công cụ gì? Smart Ad này. Ở đây chúng ta vẫn có là Smart Ad này. Hay là gì? Mỗi cái nút này chúng ta sẽ có các sếp. Các sếp và các này mình sẽ có liên kết. Chúng ta sẽ sử dụng về gì? Hyperlink. Và một cái slide cuối cùng á, cái slide này á, thực tế là các bạn sẽ làm bằng tay, không chụp hình vô ha. Tại vì trong đề chỉ cho mình cái dữ liệu đó là gì? Cái hình hình quả táo này thôi. Được chưa? Đó. Thì việc của các bạn là làm sao để biến cái hình quả táo ban đầu nguyên vẹn thành cái hình quả táo y chang như thế này. Thì cái phần này á, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần ở slide riêng. Đây, phần này nha. Rồi, bắt đầu. Ở phần slide đầu tiên, chúng ta sẽ mở phần slide lên. Đây, cái How many people? How many apple? Thì chúng ta chọn gì đây? Nó là gì? Các có thể chọn được. Làm biết. Chuyển thành dạng gì? Smart cũng được. Của ad này chúng ta sẽ có cái test này đúng không? Chúng ta làm gì? Chọn một cái mẫu nào đó bất kỳ. Mẫu nào mà muốn nhanh nhất có thể thì chúng ta sẽ chọn gì? Chúng ta chọn cái mẫu đã có sẵn. Rồi, thứ hai là gì? Cái đường viền. Nếu nó khác đúng không? Chúng ta chọn này. Toàn bộ các phần còn lại đều là màu cam. Mỗi cái nền đó là gì? Màu trắng. Vậy thì ở cái phần này chúng ta sẽ còn một ngày có hai phần. Còn fill tức là nền. Outline là viền. Được chưa? Vậy viền nó là màu cam. Chúng ta chọn outline đường viền nó là màu cam. Và một cái phần text effect tức là gì? Cái phần shadow phía nó. Nó sẽ phần độ bóng với nó phía dưới. Đây. Phần độ bóng mờ. Bóng mờ này. Thấy không? Thì nó là màu cam, cho nên chúng ta chọn phần shadow cho nó bất kỳ, ví dụ như shadow mẫu này đi, được chưa? Thì nó mặc định nó sẽ là màu xám. Chúng ta sẽ vô phần shadow, chúng ta chọn option, chúng ta sẽ sửa cho nó về màu gì? Màu cam, được chưa? Thấy chưa? Và nếu muốn màu cam nó in đậm, nó có hẳn luôn chứ không phải bóng mờ như thế này. Đây là bóng đậm, được chưa? Thì chúng ta chọn gì? Đây, chúng ta chọn gì? Phần transparent chúng ta bỏ đi. Đó, nó đậm lên, thấy chưa? Và độ nét lên rồi, không cần lơ luôn, thấy chưa? Đó là xong, đó là cách làm. Rồi, các bạn lưu ý nè, đứng với phần PowerPoint mình á, mà mình thấy các phần test mà đi kê thì dạng có bullet như thế này á, thì các bạn đừng vẽ, bắt đầu bạn hình dung sẽ vẽ các ô vuông đúng không? Không, các bạn đừng nên làm cách đó mà chúng ta sẽ chọn cái phần gì? Covers, tức là gì? Chọn cái phần test này. Chúng ta chọn phần covers, tức là mình chuyển cái phần test này thành smart ad. Được chưa nào? Thì chúng ta chọn, nếu chúng ta không biết, chúng ta có thể gì? Không biết đầu tiên chúng ta không biết đi, chúng ta cứ ra chuột hết. Được chưa? Còn nếu các bạn biết, thì chúng ta chọn luôn. Được chưa? Nào mà mình khác màu được ở các cột. Đây, ví dụ như trên color. Cam xanh. Được chưa? Giữ cam xanh. Đây, được chưa? Sau khi chuyển xong, được chưa? Chúng ta sẽ chuyển đi dịch dạng là gì? Smart, dạng style gì? 3D. Đây. Đó, nhanh chưa? Không cần phải làm bằng tay. Nhớ nha, mình không có làm gì bằng tay cả. Được chưa? Cái này là gì? Định dạng có sẵn. Rồi, mình sẽ insert thêm cái gì? Insert thêm cái phần. Tải vô, insert. Picture đâu đó thì chúng ta chọn. Bên này. 1, 2, 3, 4 được chưa? Muốn copy thì chúng ta sẽ chọn gì? Thứ nhất, nếu chúng ta chọn Ctrl D thì là tức là nó double lên, được chưa? Còn muốn di chuyển nó nè, muốn copy á thì chúng ta chọn nó nè, vẫn giữ Ctrl để kéo sang bên cạnh, được chưa? Kéo sang bên cạnh cho nha, được chưa? Còn trường hợp các bạn nó không đều á, thì chỉ các bạn chỉnh nè, chọn hết nè, giữ Ctrl để chọn hết 4 cái nè. Đầu tiên ha, còn cách thứ nhất, còn cách giữa nó không đều đúng không? Còn cách trên nó không đều phải không? Vậy thì muốn chỉnh nó, thứ nhất là nó canh đều nhau về hàng ngang thì chúng ta chọn align, chúng ta chọn gì? Top thì nó sẽ canh trên đều, canh ngang nhau. Và khoảng giữa các hình đó thì chúng ta chọn align, chúng ta chọn gì? Đây, distribute horizon. Đó thì nó sẽ canh đều các cái hình với nhau.
Được chưa nào? Sao? Đây là cách làm. Được chưa? Không bằng làm, không làm mình cách thủ công nha, làm mình tự động hết. Tiếp theo đó là slide. Thằng slide này tương tự nè. Điền thông tin nội dung này vô, thông tin này vô, y chang như vậy. Ta chọn gì? Format, chúng ta chọn phần hàng xong. Được chưa? Nếu nó cần nền nó màu gì đó cam cam chút xíu thì mình sẽ dùng nền cam cam chút được. Đấy. Tiếp theo là gì? À, cái nút go back. Go back. Thì go back này thực tế nó là một cái hình mũi tên, nhưng mà ở đây đề bài nó để là gì? Hình vuông đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn là gì? À, chọn khi mà chúng ta chọn vào đối tượng nó là shape thì nó sẽ có theo format này. Chúng ta chọn edit shape, chúng ta chọn thì change shape, change về mũi tên đâu rồi. Được chưa? Đơn giản đúng không? Và chúng ta để phần word add style hoặc là gì, phần shape style. Và thì word add là chỉnh sửa text, shape là chỉnh sửa các cái hình ảnh, ví dụ hình vuông hay hình mũi tên gì đó. Và thì ở đây thứ nhất nó là gì, nền màu xanh. Được chưa? Chúng ta chọn mẫu nền màu xanh có không? Có, chọn luôn. Được chưa? Chọn luôn nền màu xanh. Thứ hai, chữ màu vàng thì chúng ta chọn vô cái thẻ gì, home, chọn chữ màu vàng. Được chưa? Vậy là chuyển chưa? Đó là cách. Đó là tiếp theo. Đây slide tiếp theo. Tương tự luôn, chúng ta còn red right. Đây, nó là gì? Smart, chọn luôn. Chọn cho nó cái nền phía là màu cam. Cho nó đẹp. Rồi, tiếp các phần này là gì? Y chang như cái đồ word này, chúng ta sẽ sử dụng gì? À, Smart, chúng ta chọn cái test. Cứ thấy kê theo dạng list như thế này thì mình chọn forward Smart hết. Chúng ta chọn gì? Home. Đừng có chọn insert smart nha, tại vì khi chọn insert smart thì các bạn sẽ phải nhập bàn tay vô lại, nhưng mà ở đây dữ liệu mình đã có sẵn rồi thì chúng ta sẽ chọn cái dữ liệu có sẵn, mà chúng ta chọn cover smart chứ không có chọn insert nữa. Chúng ta chọn theo home, chúng ta chọn cover, chúng ta chọn gì, mẫu tương ứng. Ví dụ như mẫu này không có thì chúng ta gì, chọn more lên để chúng ta tìm cái mẫu, chọn mẫu tương ứng. Được chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ không cần nhập test nữa, vì test nó sẽ chuyển thành gì, smart mới, và chúng ta chuyển thành color, change color. Đúng chưa? Chưa đúng. Đúng chưa? Là xong. Tiếp theo, điện này nó giống y chang như cái cách mà mình làm cái nút bắt hồi nãy đó. Chúng ta sẽ gì? À, trên sáp này. Chúng ta chọn gì? Phần má. Chúng ta chọn edit sáp. Tức là chuyển nó về gì? À, coi lại xíu. Đây, cầm cầm. Được chưa? Edit sáp. Chọn trên sáp này. Đây, được chưa? Và chữ nó màu vàng. Chữ nó màu vàng, nền nó màu nâu. Nâu thì đầu tiên chúng ta chọn gì? À, chưa sửa nâu trước. Nếu có nền màu nâu không có thì chúng ta chọn gì? Màu nâu nè. Chúng ta chọn gì? Sáp đây, chúng ta chọn nền là fill, nền màu nâu. Được chưa? Thấy chưa? Khá gì không? Được chưa? Cái thứ ba là gì? Cái test này cũng như vậy. Tương tự ha, y chang như đời trước, chúng ta chọn gì? Masses, chúng ta chọn fill, chọn màu, màu nâu, màu cam. Nút try again chúng ta làm tương tự là gì, chọn vô chúng ta chọn format, chọn edit shape, chọn change shape, chọn gì, mũi tên. Được chưa? Mũi tên này là màu xanh luôn, y chang như cách làm ban đầu, chúng ta chọn màu xanh. Rồi đầu tiên là chữ màu vàng thì chúng ta chọn thế home, chọn chữ màu vàng. Được chưa? Rồi cái hình này tí nữa mình sẽ chỉ sau ha, chỉ slide khác. Rồi đó là cái yêu cầu thứ nhất. Yêu cầu thứ hai là gì, khi nhấp chuột đó là mình sẽ là gì, tạo xong nha. Sau đó chúng ta yêu cầu được chiếu là gì? À, trên slide 1. Trên slide 1. Khi nhấn vào chữ for thì hiển thị slide 3. Vậy thì ở đây thì chúng ta phải cấy các hyperlink cho các nút này. Vậy để cấy hyperlink cho các sáp thì chúng ta chọn sáp nha. Khác với chọn test. Test là đây, đang chọn test này. Chọn sáp và chọn bên ngoài. Được chưa? Chúng ta chuột phải vô. Chúng ta chọn gì? Hyperlink. Khi chúng ta chọn vô for thì nó sẽ ra gì? Slide 3. Slide 3 thì chúng ta sẽ chọn gì? Play in restricted comment. Document. Đây chúng ta chọn slide 3. Chưa? Tiếp là gì? Khi chọn vào các cái chữ khác thì trên hiển thị slide 4. Được chưa? Chọn vô hyperlink slide 4. Chọn vô true. Các bạn phân biệt cho tôi là gì? Chọn vô test và chọn vô shape. Test thì chúng ta đang chọn test này. Còn chọn vô shape thì chúng ta chọn bên ngoài. Được chưa? Rồi khi nhấp chuột vào vị trí khác trên slide 1 thì hiển thị slide 2. Thì này là gì? Khi nhấn chuột vào vị trí khác thì mặc định nó là gì? Nó sử dụng transition là gì? Nó chuyển sang slide tiếp theo rồi. Được chưa? Rồi.
trên cái slide còn lại ra again hay go back thì hiển thị slide 1, vậy thì nút go back đây nhá ha. Đây này, bây giờ cái test này, giờ đang hai cái test này, nó muốn chọn sáp không đúng không, thì chọn sáp này, chọn bên ngoài này, thấy chưa, chụp phải này, chọn hyperlink, nó trở về slide 1. Tương tự try again, chọn này, chọn chụp phải này, chọn slide 1. Khi nhấp chuột nút DN thì kết thúc trình chiếu, vậy thì DN này, DN này, khi nhấp chuột lúc này đúng không? Thì chúng ta sẽ là gì? Cái sự kiện cho nó là gì? Chúng ta sẽ vô phần Insert, chúng ta chọn gì? Action. Vậy thì khi chúng ta click vô thì nó sẽ chọn gì? À, Hyperlink to and so, tức là kết thúc trình chiếu. Ok, được chưa? Xem chưa? Vậy thì lưu ý tôi chút xíu, khi nhấn vô slide 1 đây thì nó sẽ hiển thị slide 2 các vị trí bất kỳ. Nhưng mà ở slide 2, 3, 4 thì nhấn vô các vị trí khác nó sẽ không thay đổi, tức là nó không chuyển sang các cái slide tiếp theo. Thì ở đây chúng ta sẽ làm từng cái, hay là chúng ta chọn hết luôn được, còn control ở đây chọn 2, chọn shift tới 4, được chưa? Thì chúng ta sẽ vô phần transition, chúng ta sẽ tắt cái sự kiện on click đi. Thì khi nhấn lên ngoài nó sẽ không chỉ bằng slide tiếp theo nữa. Mặc định các slide khi chúng ta nhấn vô click thì chuột thì nó sẽ chuyển sang slide tiếp theo nha nha. Được chưa? Rồi ở slide 1 thì chúng ta để bình thường. Được chưa? Rồi. Vậy là hết yêu cầu. Test thử nha, nhấn F5. Được chưa? Khi nhấn vô vị trí khác này, đang slide 2 đúng không? Bấm vô back để slide 1. Nhấn vô vị trí khác slide 2. Khi nhấn vị trí nào bất kỳ trên slide 2 nó cũng không ra gì hết. Được chưa? Nhấn vô back về slide 1. Nếu for để ra slide 3, được chưa? Nếu nhấn vô the end thì nó kết thúc. Nhấn vị trí khác có không? Không có, nhấn the end này, hết slide. Được chưa? Vậy thì nhớ ha, nếu sự kiện mà nó có chuyển sang slide tiếp theo thì ở transition, tức là gì, sự kiện cho slide á, từ slide á, thì chúng ta chọn gì? On click. Còn nếu muốn tắt các sự kiện đó đi á, thì chúng ta vô phần transition, tắt cái sự kiện on click đi. Không cho chuyển, được chưa? Được không? Vậy thì chúng ta chọn tiếp nè, F5 này. Chọn cái gì? For là 3 đúng không? Các sự kiện lại ra slide 4 chưa? Try again. Try again. Try again. Try again. Còn nếu slide 2 nó là gì? Go back. For là gì? Slide 3 là gì? The end. Được chưa? Vậy là xong rồi đó. Phần tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần là gì? Tạo quả táo mà có cái hình như đề. Vi diệu lắm. Nhấn đăng ký và theo dõi Mr. Hòa để nhận thông báo cho các clip sắp tới. Cần hỗ trợ hoặc giải đáp gì có thể comment bên dưới hoặc inbox fanpage Mr. Hòa có link trong mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi Mr. Hòa, thầy Hòa đẹp trai.